Cùng với gần 1 triệu thí sinh trong cả nước, sáng nay ngày 7 tháng 7, hơn 800 thí sinh của huyện Định Hóa đã bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 với một tâm thế bình tĩnh và tự tin. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Định Hóa năm nay có 25 phòng thi và 598 thí sinh tham gia dự thi. Ngay từ rất sớm, các đoàn viên thanh niên tình nguyện đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để hỗ trợ các thí sinh đến tham dự kỳ thi. Đặc biệt, thí sinh được hướng dẫn khu vực để đồ dùng tư trang và kiểm tra, nhắc nhở, không được đem điện thoại và các thiết bị điện tử thông minh vào khu vực thi. Thì ban giám hiệu đoàn trường cũng đã xây dựng kế hoạch tiếp sức mùa thi ngay từ đầu tháng 6. Và trong kế hoạch thì cũng triển khai những cái nội dung cơ bản về chuẩn bị về cơ sở vật chất, về phòng thi, cũng như là hỗ trợ các công tác chuẩn bị trước kỳ thi. Và trong kỳ thi thì đoàn trường với cái đội tình nguyện là 150 thành viên thì đã thực hiện những cái nội dung như là sát khuẩn để đảm bảo công tác phòng dịch, hay là nhắc nhở các thí sinh khi vào phòng thi thì những cái vật dụng mà không được vào phòng thi như là điện thoại, những đồ dùng mà có chữ vào phòng thi thì cũng đã nhắc nhở các thí sinh và có phương án hỗ trợ các thí sinh mà quên mang điện thoại theo người đi thi thì có vị trí để giữ đồ, giữ điện thoại và để đảm bảo cho các em là vào thi đảm bảo an toàn và đạt kết quả cao nhất. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, huyện Định Hóa có 2 điểm thi, đó là trường Trung học phổ thông Bình Yên và Trung học phổ thông Định Hóa. Để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, ban chỉ đạo kỳ thi luôn kiểm tra, chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị kỳ thi, trong đó đặc biệt coi trọng đến đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống dịch và phòng tránh các sự cố bất thường do thiên tai đem lại. Để chuẩn bị tốt cho cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 thì ban chỉ đạo của huyện Định Hóa chúng tôi cũng đã đi kiểm tra đến các điểm thi trên huyện, và trong đó chúng tôi đặc biệt quan tâm đến công tác về đảm bảo về an ninh trật tự. Hai nữa là liên quan đến cái phòng chống dịch bệnh COVID-19 và quan với những cái cơ sở vật chất, đặc biệt là cái mùa mưa bão đang diễn biến rất là bất thường thì chúng tôi đã có những cái phương án chỉ đạo đến các ngành, đặc biệt là lực lượng về quân sự huyện và công an huyện, trong cái có những cái phương án để đưa các học sinh và các để đưa các học sinh đến điểm thi trong cái mùa mưa bão này một cách là an toàn, không để cho thí sinh nào vì cái lý do mà ảnh hưởng của mưa bão mà không được đến điểm thi. Xác định đây là một kỳ thi quan trọng đối với mình, các thí sinh cũng đã đến thật sớm để tranh thủ ôn lại một số kiến thức quan trọng, gặp gỡ, trao đổi và động viên tinh thần bạn bè trước giờ thi. Với những kiến thức đã được thầy cô trang bị và bản thân tự ôn luyện, hầu hết các thí sinh đều bước vào môn thi đầu tiên với một tâm lý thoải mái, tự tin. Trước khi mà bước vào kỳ thi quan trọng này thì em cũng được nhà trường, các thầy cô giáo ôn luyện một khoảng thời gian rất là dài, rất là cẩn thận và rất là chu đáo ạ. Và em cũng chuẩn bị một tâm thế rất là tự tin, bình tĩnh để bước vào cuộc thi này ạ. Và sau trong cuộc thi này thì em có một mong muốn là mình sẽ hoàn thành được cái giấc mơ của mình trong 12 năm học vừa qua. Trong buổi sáng đầu tiên của ngày 7 tháng 7, các thí sinh sẽ dự thi môn ngữ văn với thời gian làm bài là 120 phút, buổi chiều thi môn toán, thời gian làm bài 90 phút. Sáng ngày 8 tháng 7, các thí sinh sẽ làm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội với 3 môn thi, mỗi môn có thời gian làm bài là 50 phút. Buổi chiều cùng ngày, các em sẽ thi môn ngoại ngữ, thời gian làm bài là 60 phút. Được biết, môn ngữ văn sẽ thi theo hình thức tự luận, các môn khác sẽ thi dưới hình thức trắc nghiệm khách quan. Tin tưởng rằng, cùng với sự chuẩn bị chu đáo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 diễn ra trên địa bàn huyện sẽ đảm bảo an toàn và đạt kết quả cao. Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại trường Trung học phổ thông Bình Yên có 11 phòng thi với 248 thí sinh tham gia kỳ thi. Trong đó có 206 thí sinh dự thi tổ khoa học xã hội, 42 thí sinh
dự thi tổ khoa học tự nhiên. Kỳ thi tổ chức 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập, các môn toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp, trong đó một bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên với các môn thi thành phần vật lý, hóa học, sinh học, một bài thi tổ hợp khoa học xã hội với các môn thi lịch sử, địa lý, giáo dục công dân với thí sinh học chương trình trung học phổ thông, các môn thi thành phần lịch sử, địa lý với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên. Riêng bài thi ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các bài thi còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Trong ngày đầu tiên của kỳ thi, ngay từ sáng sớm, các thí sinh đã đến đông đủ, đảm bảo đúng giờ cho môn thi ngữ văn vào buổi sáng với thời gian làm bài 120 phút. Buổi chiều các thí sinh thi môn toán, thời gian làm bài 90 phút. Cùng với việc chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi, điểm thi tại trường Trung học phổ thông Bình Yên đã chuẩn bị tốt các điều kiện cho phòng chống dịch bệnh COVID-19.